iPhone 14 Pro Max tầm này nó thật với các bạn ha. Vứt. Bây giờ ấy là phải dùng cái này này. 132 triệu, 210 triệu, 205 triệu, được chưa? Hãy cùng nhau mở hộp những con iPhone mạ vàng ngày hôm nay nhé. Ok các bạn thân mến, thì đây là những cái chiếc iPhone mạ vàng và đính cả kim cương được chế tác từ thương hiệu G-Ace. Đây là một thương hiệu mà đã có thâm niên trong cái lĩnh vực đó là gia công, không, nó đúng hơn là chế tác những con iPhone xa xỉ phẩm như này. Chúng ta sẽ cùng nhau đếm chiếc iPhone có mức giá rẻ nhất trong video ngày hôm nay, chính là con iPhone 14 Pro Max được mạ vàng 24K và khảm xà cừ ngay cái logo quả táo này. Để nói về cái độ xa xỉ của con máy này thì có lẽ là không có gì phải bàn nữa rồi mọi người. Ngay cả khi mà mình cầm cái máy này nhá, thì các bạn phải tưởng tượng là mình phải sử dụng đến hai chiếc găng tay để làm sao mà ấy, tay mình nó có ra mồ hôi thì nó sẽ không bị thấm vào cái găng tay này và nó không bị thấm vào con máy. Vẻ bề ngoài của chiếc máy này được mạ một cái lớp vàng nó rất là bóng bẩy. Tất cả những ánh đèn chiếu vào đây nó đều có thể phản xạ lại cái sự lấp lánh và xa hoa của con máy này. Về phần cụm camera này thì các bạn sẽ thắc mắc là nó sẽ được làm như nào đúng không? Thì họ sẽ lấy cái phần cụm camera gốc ra, họ ốp vàng lên đây, sau đó họ lại ghép lại như này. Và theo như mình có tham khảo được ý, thì tất cả những nghệ nhân của G-Ace họ đã mất tổng cộng là 48 giờ làm việc liên tục không ngừng nghỉ từ lúc mà máy về. Ở bên dưới máy chúng ta sẽ có tên là Solaris đi kèm số hiệu 001/500. Nghĩa là đây là cái chiếc máy đầu tiên trong lô hàng 500 chiếc được sản xuất ra trên toàn thế giới. Phải nói là quá đẹp, quá sang trọng. Và mình có cảm giác là con máy này nó nặng hơn một tí so với những con iPhone 14 Pro Max bình thường. Một phần là nặng vì tiền, phần thứ hai là nó được khảm vàng vào thì nó cũng phải nặng hơn chứ nhỉ. 132 triệu nha mọi người nhá. Với mức giá lên đến cả hơn trăm củ một con iPhone như này nên thì chắc chắn là nó sẽ không dành cho đa phần những người bình thường như là mình hay là các bạn rồi. Thành ra là chúng ta cứ quay về với những con iPhone phổ thông, nó vẫn cứ là ok nhất. Và các bạn nếu muốn tham khảo thông tin về iPhone 14 Pro Max thì cứ click vào đường link bên dưới phần mô tả tại shop đăng nhá. Ở đây thì đang cho các bạn những cái thông tin trước về những con iPhone này. Giá dự kiến sẽ rơi vào khoảng 31.990 và được tặng thêm voucher trị giá 500.000 đồng trừ thẳng vào giá bán khi mà các bạn mua nữa. Tiếp theo là một sản phẩm được mạ vàng 18K và được đính toàn kim cương là kim cương thôi. iPhone 14 Pro Max phiên bản vàng hồng, nhưng mà đây là vàng hồng thật. Vàng thật 100% nhá. Thực ra thì đây không phải là một phiên bản có sẵn của G-Ace, nhưng mà họ vẫn làm ra phiên bản này để cho khách hàng thấy là chúng tôi có thể làm được cái bản này. Thay vì là được khảm xà cừ như là cái con 24K này, thì cái con vàng hồng này các bạn, nó sẽ được khảm kim cương. Và kim cương này là kim cương tự nhiên 100% nha. Ở kim cương này thì sẽ xuất hiện ở tất cả mọi nơi mà máy nó có thể khảm được. Ví dụ như logo quả táo, ví dụ như là phím nguồn này, phím tăng giảm âm lượng, cần gạt zoom, và kể cả là viền của camera thì cũng được khảm kim cương luôn. Nghe đâu đó thì giá trị của những viên kim cương chỉ tính riêng trên logo quả táo này thôi đã lên đến gần 3.000 đô la Mỹ rồi. Ở bên dưới con máy này thì vẫn sẽ là có cái dòng chữ là Solaris, và con máy mình cầm trên tay đây có số hiệu là 008/500. Con máy số 8 trên tổng cộng 500 con máy trên toàn thế giới nha mọi người. Giá của con máy này là 210 triệu. Thực ra thì nó không đắt đến cái mức như vậy đâu. Nhưng mà đắt ở đây là thứ nhất là có tiền của kim cương. Đó, và cái thứ hai là ấy, khách hàng hoàn toàn có thể custom mọi thứ mà khách hàng muốn ở trên cái con máy này. Và đây là con hàng cuối cùng mà cũng là con hàng đặc biệt nhất trong danh sách ngày hôm nay. Bởi vì sao? Nó chính là cái phiên bản iPhone 14 Pro Max kỷ niệm 15 năm của G-Ace. Đây, các bạn sẽ xem nhá. Ok, nhìn qua chất liệu thì các bạn cũng đã đoán được nó làm từ cái gì rồi. Đúng rồi, nó không phải làm từ vàng đâu, mà được làm từ một cái kim loại hết sức đặc biệt mà GA không tiết lộ cho chúng ta đây là kim loại gì. Anniversary 15 years, kỷ niệm 15 năm ngày GA thành lập và cho ra những cái kiệt tác như thế này. Theo như mình được biết ý, thì nguyên cái logo này nhá, nó được cắt ra từ một cái miếng vàng 18K nguyên chất, nguyên khối luôn. Chỉ có giới hạn là 150 chiếc trên toàn thế giới mà thôi. Và mức giá cho phiên bản này đó là 205 triệu đồng. Bên cạnh đó thì chúng ta sẽ có một vài những điểm đặc biệt khác như sau. Ví dụ như logo quả táo nhá, thì sẽ không phải là kim cương hoàn toàn mà sẽ có một nửa là kim cương và một nửa sẽ là đổ màu. Cái màu này thì mọi người có thể chọn bất kỳ màu nào mà các bạn muốn. Chỉ có là cái nút nguồn này tăng giảm âm lượng thì cũng sẽ được chia ra một nửa là kim cương và một nửa sẽ là được phủ màu giống như ở trên logo quả táo. Còn cần gạt zoom sẽ được phủ kim cương hoàn toàn mọi người nhá. Ở trên phần camera này thì chúng ta cũng được phủ cả 3 viền, nó đều là kim cương nguyên chất tự nhiên 100%. Theo như chia sẻ của những người nghệ nhân đến từ G-Ace thì họ nói rằng là viền của iPhone 14 Pro Max được mạ một cái lớp titan. Và khi mà có titan ý, thì cái việc mà mạ tiếp một cái lớp vàng như này là cực kỳ khó. Và có một điểm các bạn cần phải lưu ý về những phiên bản iPhone như này. Thứ nhất, nó không có kháng nước.
Đương nhiên rồi, bóc tách máy ra để mình có thể mạ vàng rồi là lắp kim cương lên thì nó mất kháng nước là chuyện hiển nhiên. Thứ hai, đó là nó sẽ không có MagSafe luôn. Và cái cuối cùng ấy là nếu như mà chủ nhân của những chiếc máy này có lỡ làm rơi, làm vỡ, làm móp mà móp nhẹ thôi nhá, thì GA sẽ hỗ trợ cho mọi người là sửa chữa một lần free tính từ thời điểm mà mọi người nhận máy và sau đó là 1 năm. Đấy, trong vòng 1 năm thì nếu như có những cái va chạm đấy thì GA sẽ sửa cho mọi người. Tóm lại thì mình nghĩ rằng là với những người nào mà đã có thừa tài chính, họ muốn thể hiện cái đẳng cấp của mình thì họ là có thể đến thẳng GA Việt Nam để săn tìm những sản phẩm như này. Vậy thì các bạn nghĩ sao về những cái chiếc điện thoại nó cực kỳ xa xỉ như thế này? Hãy cho mình biết bằng cách là comment xuống phía bên dưới nhá. Và nghe nói là những cái chiếc điện thoại này đều đã có chủ nhân đặt trước rồi. Không biết là các bạn đang xem video có bạn nào đặt trước hay chưa? Hãy cho mình biết luôn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những cái bài mở hộp lần sau.